Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đang theo dõi kênh của em Hồng Anh Hàng Thùng, chuyên về hàng si tuyển của các thương hiệu lớn đến từ Úc, Hàn, Nhật, Mỹ. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có ngày thứ bảy thật là nhiều niềm vui và ấm áp bên gia đình. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay chưa có bấm đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký để mình không bỏ lỡ các video của em mỗi buổi sáng hàng ngày nhé. Còn các quý khách hàng cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh ở trên màn hình ạ. 0832625789 để em gửi hàng cho các quý khách hàng ạ. Và hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã quần gió. Tất cả hàng quần gió nhà em đều đa số là quần của Nhật, có một số mã là quần của Hàn thôi. Thực sự là đây là video thứ hai em lên về quần gió, bởi vì gần như là em bị quên mất là mình có cái sản phẩm này, vì nhà em có rất rất nhiều mặt hàng ấy. Và các anh các chú gọi điện nhiều quá thì hôm nay em lại tiếp tục lên. Và hôm nay em sẽ tiếp tục lên là mã X nhá. Tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chị cô chú nhận hàng. Bởi vì là ngày hôm nay thì em lên video này là thứ 101 ở kênh của em. Cho nên là cũng là một cái sự cố gắng của em và cũng như sự đồng hành của các anh các chú, các cô, các chị. Cho nên là em hôm nay sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho tất cả các đơn hàng. Mặc dù có những cái quần nó chỉ trị giá khoảng 150.000 thôi, em vẫn miễn phí ship ạ. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh sẽ vào các sản phẩm của ngày hôm nay ạ. Mã X, hôm trước em không nhớ là em lên đến mã X 4 mấy, thì hôm nay em vào X50 luôn. X50 ạ, bụng từ 70 đến 78, dài 98 và ống 21. Đây ạ, cái này thì nó là quần gió hai lớp anh các chú ạ. Đây ạ, nó là gió rất là mềm này, màu ghi. Đây, sau nó là lớp lưới rất là mềm và mượt. Đó, cái này là quần gió của Nhật nhá các anh các chú, chủ yếu là của Nhật thôi, chỉ có một số mã là của Hàn các anh các chú ạ. Đó, mã này là X50 này, bụng từ 70 đến 78, dài 98 và ống 21. Ống 21 nhá, nhưng mà nó có thể là mình có thể chỉnh rút các anh các chú nhá. Khi nào mình không rút ấy, đây thì nó là ống 20. Ống 21 ạ, còn khi mà mình rút vào thì mình rút thích rút tới đâu thì nó vào tới đó. Cực kỳ là đẹp. Đây, nó phối này. Đó. X50. Bụng từ 70 đến 78 á, dài 98 và ống 21. Em này có giá là 200.000, 200.000 và miễn phí ship nhá các anh các chú. Đó, rất là đẹp phía đằng sau. Đây, phía đằng sau của nó đây các anh các chú, nó đệm ở phía đằng sau này, nó là cái chất nó không phải là gió mà là thun nhá. Em lên mã X51. X51 ạ. Bụng từ 74 đến 88, dài 94 và ống 21. Bụng từ 74 đến 7 đến 88 á, dài 94 và ống 21. Cái này nó lót nỉ nhá các anh nhá chú, lót nỉ đấy ạ, gió hai lớp, ở phía ngoài thì lớp gió nó mỏng mỏng thôi, nhưng mà nó là lót nỉ. Cái này bụng co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Đó, nó có túi hộp, nó có túi ở hai bên đùi nữa các anh nhá chú ạ, túi hai bên đùi màu đen. Mã X51, bụng từ 74 đến 88 á, thực ra là nó có thể đến 90 luôn, nhưng mà em đo là mức 88 là mức thoải mái. Dài 94 và ống 21, em này cũng có giá là 200.000. Hôm nay em bán tất cả là đều là miễn phí ship luôn. Mã X52, một em quần màu ghi. Cái này là của Adidas anh các chú ạ, Adidas. Bên ngoài thì lớp gió, bên trong là lót nỉ này, lót nỉ mịn ấy, lót nỉ mịn màu ghi ạ. Bụng từ 76 đến 82, dài 100 và ống 22. Đây ạ. Đó, cái này thì nó không có dây rút đâu ạ. Một em của Adidas nhá, màu ghi, giá 280.000 các anh nhá chú ạ, 280.000 em này. X52, bụng từ 74 đến 82, dài 100 và ống 22, giá 280.000. X53, bụng từ 74 đến 84 này, bụng từ 74 đến 84, dài 97 và ống 20. Em này thì là nó là lớp gió hai lớp, bên ngoài là lớp gió, bên trong là lớp lưới mỏng thôi, lớp lưới mỏng thôi ạ. Bên dưới này thì nó là ống 20, nhưng mình có thể kéo. Đây, ống 20 là mình để mức là mình để tự nhiên ấy, còn kéo vào như này cũng được. X53. Bụng từ 74 đến 84, dài 97, ống 20. Em này có giá là 180.000. 180.000 các anh các chú nhá. Đó, màu cực kỳ đẹp và trẻ trung. Đấy, cái này thì các anh các chú ở cả ba miền mình đều mặc được, ở phía bên này nó phối đấy ạ. Vì nó mỏng chứ nó không phải lót nỉ ạ. Mã X54, một em Mizuno các anh các chú, một em Mizuno. Ui, cái này trông nó rất là ăn chơi luôn. Màu trắng và hai bên này nó phối với lại màu vàng cát ấy. Đó, xong cái phía dưới ống này đây ạ. Phía dưới ống nhá, nó có một đường cúc như thế này. Ống nó là ống kiểu ống đứng ấy, ống suông chứ. Mã
X54 này, bụng từ 72 đến 82, thậm chí 84 vẫn mặc được. Dài 102 và ống 21. Em này có giá là 250.000. 250.000 nha chú nhá. Ở bên ngoài là lớp gió, bên trong là lót lỉ. Bên trong là lót lót lỉ mịn như thế này ạ. Đó, rất là ấm luôn. Cực kỳ đẹp và thể thao. Mặc cái em màu trắng này trông nó rất là sport luôn á. Mã X54, bụng từ 72 đến 82, dài 102 và ống 21 ạ. Giá 250.000. Em lên một mã quần X55, cái này là quần gió một lớp anh chú ạ. Quần gió một lớp X55. Bụng từ 68 đến 72, siêu co giãn. Dài 104 và ống chắc là ống cỡ mười mấy đấy, 10 10 16 17, bởi vì nó bo vào như thế này. Ở phía đằng sau đấy, phía đằng sau. Nó bo xong nó có cái kéo khóa phía đằng sau cái bắp chân mình ấy. Đó, nó có túi ở hai bên trước. Đây ạ, cái này của Mizuno nhé anh chú. Mizuno này. Một lớp mỏng nhẹ nhàng phù hợp với các anh các chú mặc ở cả ba miền, mình mặc đi tập thể thao, mình mặc ở nhà cực kỳ đẹp luôn. 150.000 miễn phí ship luôn. X55 một em Mizuno ạ. Bụng từ 68 đến 82, dài 104, ống khoảng 16 á. Giá 150.000. X56 này cũng là một em quần gió một lớp, là một em quần gió một lớp của gì đây? Cái gì mà của Nhật đi, nó rất à, cái này của Champion. Champion các anh chú, một thương hiệu đến từ Mỹ. Bụng từ 80 đến 94, dài 105 và ống 22 này. Đây. Ống 22 nhá các anh chú, mình thích kéo thì kéo mà thích để suông thì để. Đó. Mã X56, bụng từ 80 đến 94, dài 105 và ống 22. Em này có giá 150.000, 150.000 cho một em quần một lớp của Champion. Nếu mà mình mua mới con này nó không hề rẻ đâu. Đó, vì nó là hàng thương hiệu. Mã tiếp theo ạ. Mã X57 này, bụng từ 80 đến 100 siêu co giãn. Dài 104. Đó và ống là ống bo nha anh các chú. Cái này thì nó là quần gió, chất gió dày nhưng mà gió một lớp thôi. Đấy. Cái này nó có bo dưới gấu. Con này có giá là 180.000 anh các chú ạ, 180.000. Phối này trông màu rất là đẹp đúng không ạ? Nó quần màu trắng hết. Màu trắng hết và có phối một xíu màu xanh màu tím. Con này thì là X57 này, bụng từ 80 đến 100, dài 104 và ống là ống bo. Giá 180.000 nha các anh các chú, 180.000. Em lên mã X58. X58 á. Em này lót nỉ dày đấy. X58 này, bụng từ 84 đến 92. Dài 102 và ống 22. Đó. Con này form nó rộng. Đây, tha hồ mặc được luôn. Chất gió dày dặn ở phía bên trong lót nỉ các anh em chú nhé. Phía bên trong lót nỉ này. Mã X54, à, X58. X58. Bụng từ 84 đến 92. Dài 112. Ống 22. Giá 250.000. 250.000 con này các anh em chú nhé. Cái này các anh em chú mà cao tầm 1m8 vẫn mặc được. Mã X59 á, một em màu ghi sáng có phối với lại sọc tím này các anh các chú ơi. Quần của Uniqlo ạ, bên trong lót nỉ, bên ngoài lớp gió cực kỳ đẹp luôn. Nó có cái đai, có cái dây tăng chỉnh. Phía đằng sau nó có một cái túi á. Đó. Mã X59, bụng từ 84 đến 92, dài 102 và ống 22 nhá. Giá 250.000 một em của Uniqlo này, cực kỳ rẻ luôn. Hôm nay em bán là giá này, giá cực kỳ là giá gọi là giá hữu nghị, giá tri ân cho các anh các chú, lâu lâu lắm rồi mới quay trở lại với cái quần gió này. Cho nên là hôm nay em sẽ bán cái giá như thế. Mã X59 á, bụng từ 84 đến 92, dài 101 và ống 22, 250.000. Mã X60, mã X60 ạ. Quần hai lớp, bên ngoài là gió, bên trong là lưới á. Bụng từ 80 đến 90, dài 100 và ống 20. Đó. Đây nhá các anh các chú. Cạp rất là co giãn tốt luôn. Mã X60 ạ. Bụng từ 80 đến 90, dài 100, ống 22. Em này có giá là 180.000. 180.000 em này. Mã X61 ạ, mã X61 này.
Ừ, bên ngoài đó là lớp gió, bên trong nó là lót nỉ các anh các chú ạ, lót nỉ cực kỳ ấm luôn. Cái này các anh các chú ngoài miền Bắc với Bắc miền Trung mặc nhá, miền Nam mình không nên mặc đâu, nó sẽ bị nóng đấy. Cái dưới gấu của nó cực kỳ đẹp này, các anh các chú nhìn cái gấu của nó đây, xong có cái dán luôn ấy, có khóa dán X61, bụng từ 74 đến 82, dài 96, ống 18. Con này có giá là 250.000. 250.000 em X61 này ạ. Bụng từ 74 đến 82, dài 96, ống 18, 250.000. Một em của cái pa này các anh nha chú ơi. Mã X62, bụng từ 82 đến 92, dài 100 và ống 20. Đó, em này lót nỉ này. Lót nỉ các anh nha chú nhá, một em hàng thương hiệu của Úc. Đó, phía bên ngoài là gió, bên trong là nỉ cực kỳ ấm luôn. Form rộng rãi, form này nó co giãn nhiều và rộng rãi, cái phần hông của nó rộng ấy. Mã X62 ạ. Bụng từ 82 đến 92, dài 100 và ống 20. Em này có giá là 220.000. 220.000 các anh các chú nhá, ống suông. Ui, con này đẹp quá luôn này. Một em có hết này các anh các chú này, hàng thương hiệu hết. X63, bụng từ 78 đến 88 ạ. Con này chắc là bụng đến 90, 92 cũng được. 78 đến 90 đi, dài 105. Ống thì ống bo nha các anh các chú, ống bo này và có khóa ở bên. Đây, bo cực kỳ mới. Chất đẹp lắm, gió một lớp nhưng mà nó gió đẹp ý. Cái loại gió dù các anh các chú ạ, cái này là con gió dù, hông phần hông rất là rộng. Mặc nó lên các anh các chú mặc nó rất là đẹp, phối với giày thể thao. Mã X63, bụng từ 78 đến 88, dài 105. Ống bo, em này có giá là 220.000. 220.000 nha các anh các chú. X63. Em lên mã X64. Một em màu xanh tím than này, có bo, ôi con này đẹp này. X64. Cái này nó là bên ngoài nó là lớp gió dù, xong rồi bên trong nó lót gió dù ấy, giữa nó còn có lớp bông cơ, ấm lắm. Ấm cực kỳ luôn. Mã X64. Bụng 74 đến 86, dài 104. Dài à quên, em xin lỗi, dài 107 ạ. Dài 107 nhưng cái này là ống bo nhá các anh các chú, mà mặc kể cả mặc đến 104, 103 mình vẫn mặc được. Ống bo. Em này có giá là 280.000 ạ. 280.000 cho em quần này, đẹp cực kỳ luôn. Kiểu dáng nó trẻ trung ấy các anh các chú. Đây. Nhá. Nó lót bông ở trong này siêu ấm luôn ấy các anh các chú ạ. Xong rồi cái cúc của nó không phải cúc đâu mà nó là khóa dán như thế này. Đó. Mặc sướng cực. Phía bên này nó còn có túi hộp đấy các anh các chú, phía bên này nó có túi hộp đây ạ, nó may cái đường nó chạy đường nó nhún ý, trông rất là đẹp và cái độ phồng của nó tốt. Mã X64, bụng từ 74 đến 86, dài 107 ạ, ống ống bo, giá 280.000. Mã X65, bụng từ 70 đến 78 đấy, form thì form nhỏ nhá, cái này nó size nhỏ, bụng từ 70 đến 78, dài 101. Một em của Puma các anh các chú ơi, gió một lớp, nhìn cái chất của nó này, cái ống của nó, cái phần bo ấy xịn cực kỳ luôn, nó bo len sạch sẽ và không bị xù gì hết, chất đẹp lắm, chất gió một lớp các anh các chú ạ. Màu xanh than phối với lại màu vàng chanh, kiểu đơn giản thôi. Ồ, cái này phía đằng trước này nó còn đây, nó còn làm kiểu này trông rất là đẹp, cái chỗ phồng gối ấy, cái chỗ phần gối ấy, các anh các chú ạ. Mã X65, bụng từ 70 đến 78, dài 101. Đó. Con này có giá là 250.000 cho một em siêu đẹp này, mặc dù nó dạng dạ, gió một lớp nhưng mà là hàng của Puma, cực kỳ đẹp. X65 250.000. Mã X66. X66 á, bụng từ 78 đến 88, dài 93 và ống 18. Con này thì là quần gió hai lớp. Đây ạ. Đó. Cái này thì các anh các chú mình mặc ở nhà hoặc tập thể thao, mặc dù nó trông nó không phải là trông nó không kiểu là đẹp đẹp lắm, đẹp lắm như cái đồ hàng hiệu, nhưng mặc nó cực kỳ thoải mái luôn, mặc rất thoải mái. Con này bán 130.000 và miễn phí ship luôn các anh các chú nhá. Nó không bị lỗi gì, em bao lỗi không bẩn, không dơ, không rách, không lỗi. Đó. Mã X66, bụng từ 78 đến 88, dài 93 và ống 18, 130.000 thôi ạ. 130.000. Một con Wilson này các anh các chú ơi. X67 ạ. À, bụng từ 80 đến 96, siêu co giãn,
dài 103 và ống 23, đó là ống suông nhá, không có bo. Ui, con này thì ấm lắm. Đây ạ. Phía bên trong nó lót bông luôn, nó có phần một ít bông ấy. Bên ngoài lớp gió dù này các anh nhé chú. Đó, có một đường chỉ chạy như thế này. Mã X67, bụng từ 80 đến 96, dài 103, ống 23. Con này thì có giá là 280.000. 280.000 anh nhé chú nhá. X68 á, bụng từ 78 đến 90. Để siêu co giãn nhá. Dài 99 và ống 23. Ống 23. Nhưng con này thì mình có thể là kéo dây đấy ạ. Cái này là màu lông chuột canh các chú ạ, màu lông chuột. Đó. Lót nỉ siêu ấm. Cái này phía bên ngoài thì nó cũng không hẳn là gió đâu, nó kiểu như kiểu chất kaki mỏng ấy, mặc nó không bị sột soạt. Đó. Trông mặc nó giống như một em quần túi hộp luôn. Con này lẽ ra phải là quần túi hộp lót nỉ chứ không phải là quần gió nữa. Đây các anh các chú nhìn này. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn. Phía đằng sau nhá. Cũng hai túi. Cái này thực sự là em gấp vào ấy, gấp vào xong rồi nó bị nhàu thôi, còn em đã giặt giấy cẩn thận rồi. Anh các chú cứ yên tâm về mặc luôn được. Mã X68, bụng từ 78 đến 90, dài 99, ống 23. Ống 23 và có rút, em này có giá 300.000, rẻ quá cơ. Nếu mà con này mà em bán vào những cái line mà quần túi hộp thì nó cỡ khoảng tầm 6-700. Mã X68, bụng 78 đến 90, dài 99, ống 23, giá 300 ạ. X69 này các anh các chú ơi, bụng từ 84 đến 96 á, rộng. Con này thì rộng lắm. À, dài 104 và ống 24. Giá con này, một con này của Nai các anh các chú ạ, của con Nai đây. Đây nhá. Này. Đó. Cái này thì bán 280.000, có rẻ quá không ạ? Cái này lót nỉ, hàng lót nỉ, phía bên ngoài là gió dù dày, đẹp. Cái này các anh các chú mà kiểu cao cỡ khoảng tầm 1m75 ấy, 1m75, 1m70 đến 1m80 ấy, mặc thoải mái nhá. Mã X69, bụng từ 84 đến 96, dài 104, ống 24. Giá con này là 280.000, cực kỳ đẹp luôn. Bên ngoài là gió dù, bên trong là lót nỉ của hãng Nike. Mã Nike tiếp theo của anh các chú ơi. X70, bụng từ 80 đến 88, dài 103 và ống là ống bo. Đó. Con này thì trông rất là ăn chơi này. Các anh các chú ạ, trông đẹp lắm, nó màu trắng ấy. Nó màu trắng không phải là trắng tinh. Đây. Nó không phải là màu trắng tinh nhá, mà nó kiểu là màu trắng gọi là màu trắng sữa, trắng be ấy. Đó. Túi có khóa. Đây. Cái này, ơ không, cái này là hai lớp đấy, em nhầm. Cái này là hai lớp, bên ngoài lớp gió đây. Nó rất là dày dặn. Phía bên trong nó lót lưới này các anh các chú ơi. Đây nhá. Một em Nike đấy ạ. Em này có giá 300 này. Rất là trẻ trung. Phía dưới ống của nó đấy ạ. Phía dưới ống của nó có chữ Nike này. Rồi là gấu của nó có cái kéo khóa nữa. Rất là đẹp luôn. Mã X70, bụng từ 80 đến 88, chắc là 90 vẫn được. Bụng từ 80 đến 90, dài 103, ống bo. Em này có giá 300.000, siêu đẹp luôn. Hôm nay có rất là nhiều em hiệu luôn. À, một em Adidas này, X71, bụng từ 74 đến 90. À, em xin lỗi, bụng từ 84 đến 90 ạ. Dài 97 và ống 23. Đây, một em Adidas hai lớp này các anh các chú. Phía bên trong nó lót lưới mềm mịn lắm. Tác của nó đây. Đây nhá, hàng Adidas Nhật. Kiểu dáng đơn giản thôi. Nó có ba cái sọc, đường sọc. Giá 220.000 em này. Mã X71, bụng từ 84 đến 90. Dài 97, ống 23. Em này có giá 220.000 anh các chú ạ. X72, bụng từ 76 đến 86, dài 95 và ống 21. Một em, cái này là vẫn là hàng của Nhật thôi ạ. Bên trong nó lót nỉ này anh các chú ơi, lót nỉ siêu ấm luôn. Phía bên ngoài là gió nhá. Cái này nó có hai túi ở đùi này. Đấy. Quần này nó giống kiểu quần túi hộp, trông nó rất là thể thao á, trông nó khỏe khoắn lắm. Phía dưới thì nó là dây kéo như thế này, mình có thể để suông, mình có thể để suông, hoặc là mình có thể kéo nó bo lại anh các chú nhá. Mã X72, bụng từ 76 đến 86, dài 95 và ống 21, giá 250.000. Mã X73 này, X73, bụng từ 78 đến 92, màu xanh than, dài 101 và ống 23. Các anh chú nhìn nhá, nó có một đường chạy này.
dưới gấu thì nó có bo ống 2-3 thôi nhưng mình có thể kéo á. Đó, cặp co giãn, cặp chun co giãn phía bên trong lót nỉ, nó lỉ mịn. Mã X73, bụng từ 78 đến 92, dài 101 và ống 23. Giá em này là 200.000 nha chú ạ, 200.000. Mã X74, bụng từ 76 đến 86, dài 94 và ống là 21 ạ. Lót nỉ các anh các chú nhá. Lót nỉ cực kỳ ấm luôn, nỉ bông này. Đấy, nỉ siêu dày và ấm. Cái này thì lớp gió, cái gió của nó kiểu gió kẻ màu đen các anh các chú ạ. Có túi ở hai bên thôi, phía đằng sau nó không có túi đâu ạ. Mã X74, bụng 76 đến 86 ạ. Bụng 76 đến 86, dài 94 và ống 21. Em này có giá là 220.000 anh các chú nhá, 220.000. Một em quần Adidas form nhỏ ạ. Mã X75, bụng từ 76 đến 82, dài 92 và ống 17. Ống 17 và có dây kéo này các anh các chú ơi. Cái con em này có giá là 250.000. Bên trong nó lót nỉ mịn này, phía bên ngoài đấy ạ, chất gió đẹp cực kỳ luôn luôn. Nguyên những cái dòng của mà của hàng thương hiệu này thì các anh các chú không phải lăn tăn. Bình thường mình mua một con quần gió như thế này ấy, hàng mới cỡ của nó cũng phải đến tầm tiền triệu đúng không ạ? 250.000 em này. Bụng từ 76 đến 82, dài 92 và ống 17, đẹp cực kỳ luôn. Em bao hàng nhà em là không lỗi nhá. Nếu mà có lỗi thì em sẽ báo các anh các chú luôn, 250.000. Khách ạ. Mã X76 á, bụng 78. Cái này chắc là phải phải cái này là em nhờ người nhà em đo. Mà người nhà em thì chưa biết cách đo cho nên là bị hơi sai sai. Bụng bụng 78 đến 86 các anh các chú ạ. Bụng 78 đến 86 và dài 96 và ống là ống 20. Đây ạ. K76 nhá các anh các chú, một em của Uniqlo màu ô liu này, màu ô liu màu rêu ấy, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này có giá là 280.000 nhá các anh các chú, 280.000, phía đằng sau có túi màu đẹp lắm. Mã X76 á, bụng từ 78 đến 86, dài 98 và ống 20. Em này có giá là 280. Ừ, con này có dây kéo này các anh các chú này. Có dây kéo như này mà mình không để ý. Đó, có dây kéo nhá. 280.000 mã K7 à, mã X76. À, X78 em xin lỗi. Đúng rồi, đấy là X76, chắc là em bị đánh nhầm. Bị sót hai mã rồi. Đến X79. X79 á, màu trắng ghi. Cái này thì nó là quần gió hai lớp này, hai lớp mỏng thôi, bên ngoài lớp gió mịn mỏng, phía bên trong là lót thần lưới siêu co giãn. Bụng X79, bụng từ 74 đến 86, dài 98 và ống 22, 180.000 em này. Phía bên dưới đấy ạ, phía bên dưới nó có khóa nhá, có kéo khóa. Đó. X79, bụng từ 74 đến 86, dài 98, ống 22, 180.000. Đây, em lên em quần này thì siêu chất luôn các anh các chú ơi. Siêu chất này. Mã X80 các anh các chú ạ. Một em quần gió một lớp của Hàn. Cực kỳ ăn chơi gió một lớp này, nhưng mà các anh các chú nhìn không? Đẹp lắm. Mã X80, bụng từ 80 đến 86, dài 102 và ống 20, ống 20 và có dây kéo này. Nó may đường chỉ trần ý. Đẹp lắm, trông rất là hầm hố ấy. Trông nó như một chiếc quần túi hộp đúng không ạ? Cái này mặc được cả ba miền các anh các chú nhá. Nó là quần gió một lớp, cực kỳ đẹp luôn. X80, bụng từ 80 đến 86, dài 102, ống 20, giá 300.000, 300.000, siêu đẹp luôn, chất gió đẹp lắm. Mã X81, bụng từ 80 đến 88 này, dài 95 và ống 15. Một em quần của Uniqlo các anh các chú ạ. Nó có cạp khóa này, nó có cạp kéo khóa. Đó, ở bên ngoài nó là lớp gió hiểu chất này nó hơi co giãn đấy nhỉ. Nó hơi co giãn nhẹ các anh các chú ạ, bên trong lót nỉ. Cái này form nó là kiểu form gọn gàng các anh các chú, chứ không phải là cái form phồng to cái phần hông đâu. Em này có giá 300.000 các anh các chú ạ, 300.000. Phía dưới ống của nó đây, có kéo khóa nhá, trông rất là đẹp. Màu nó là màu màu gì nhỉ? Màu nâu nhạt à, cũng phải nâu nhạt, nó màu ghi, nói chung là trên màn hình là màu chuẩn của nó đấy, em cũng không biết gọi cái màu này luôn. Đây ạ,
có khóa ở đùi. Con này mặc đẹp cực kỳ luôn, gọn gàng các anh các chú nhá. Mà cái này các anh các chú mà mặc dáng body, dành cho các anh các chú mà dáng người nhỏ nhắn slim fit thôi, bụng từ 70, bụng từ 80 đến 88 á, dài 95, ống 15. Và con này là X81, giá 300.000 một em Uniqlo. Đây có dây kéo này. Đẹp lắm anh các chú nhá. Mã X82, bụng từ 70 đến 80, dài 101 và ống 2. Ui, con này nó phải bụng đến cỡ khoảng 88, em nhầm. Em bị đo nhầm, em xin lỗi các anh các chú. Bụng nó siêu co giãn luôn. Có mà nó đến 90 cũng được anh các chú ạ, 49 mấy cũng được luôn ý. Em xin lỗi nhá. Bụng X82, bụng từ 70 đến 88 á, bụng từ 70 đến 88, dài 101, ống 22. Ống là ống suông anh các chú ạ, ống suông. Đó, nó có hai cái sọc ở mỗi bên này. Đây, có lót lỉ nhá, cực kỳ rộng rãi luôn. Con này có giá 220.000, 220.000 em này. Những anh những chú mà kiểu là có dáng bụng to, chân hơi ngắn thì mặc em này. Mã X82, bụng từ 70 đến 88, dài 101, ống 22, 220.000. Mã X83 các anh các chú ạ, X83. Quần này form nó rất là rộng rãi luôn. Bụng từ 86 đến 102, dài 108 và ống 22. Ống 22 nhưng có rút lại được anh các chú ạ. Đây ạ. Đó, nó là lớp gió, xong bên trong nó có lót lưới. Này có giá là 180.000 anh các chú ạ. Mã X83, bụng từ 76, bụng từ 86 đến 102, dài 108 và ống 22, có một túi đằng sau và có đây, có dán. 180.000 ạ. X84 này, một em quần của Adidas anh các chú ạ, một em quần của Adidas. Bụng từ 70 đến 80, dài 79, dài 97 và ống 19 á. Em này có giá 250.000 một em Adidas hai lớp này. Đó, lót nỉ cực kỳ ấm luôn. Form này form nhỏ nhá, phù hợp với anh các chú mà cỡ khoảng tầm 60 cân trở lại thôi, còn to hơn mình không mặc được đâu ạ. Mã X84, bụng từ 70 đến 80, dài 97, ống 19, giá 250.000. Mã X85 ạ, X85. Bụng khoảng bụng từ 80 đến bụng từ 70 đến 86, dài 96 và ống 20. Đấy, em này bên trong nó là lót nỉ các anh các chú ạ, bên trong nó là lót lót nỉ như thế này ạ. Đó, lót nỉ mịn thôi, mỏng mỏng. Mã X85, nó là màu 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 rêu đậm. Mã X85, bụng từ 70 đến 86, dài 96, ống 20. Em này có giá là 200.000 nhá. 200.000 các anh các chú ạ, 200.000 em này. Một em quần màu vàng cát cực kỳ đẹp luôn. Mã X86 các anh các chú ạ, bụng từ 78 đến 88, dài 90 và ống 17 này. Cái này nó là của Uniqlo và có dây kéo này các anh các chú ơi. Màu vàng cát, bụng từ 78 đến 88, dài 90 và ống 17, mã X86, giá 280.000. Đây. Form dáng cực kỳ gọn gàng. Có túi mổ ở đằng sau. Đấy. Mã X86, bụng từ 78 đến 88, dài 90, ống 17, giá 280.000. Mã X87, bụng từ 74 đến 90, đây ạ. Dài 95 và ống 21, ống 21 và có dây kéo các anh các chú ạ, màu rêu. Bên trong có lót nỉ các anh các chú nhá. Bên trong có lót nỉ siêu ấm này, bên ngoài nó lớp gió kẻ. Đó. Cái này của Dunlop, nhựa Dunlop này, màu rêu cực kỳ đẹp luôn. Mã X87, bụng từ 74 đến 90, dài 95, ống 21, giá 220.000, lót nỉ. Mã X88, bụng từ 90 đến 96, dài 100 và ống 21 ạ. Đây. Cái này có dây kéo này các anh các chú ạ, phía bên trong nó lót nỉ cực kỳ ấm luôn, màu vàng cát nhá, màu vàng cát nhạt. Trông rất là hầm hố luôn ấy. Mặc dù nó không phải túi hộp nhưng mà cái kiểu form của nó ấy. Mã X88 á, bụng từ 90 đến 96, dài 100, ống 21, đây lót nỉ siêu ấm nhất anh em chú, giá 250.000. 250.000 em này các anh em chú ạ.
Ở sau có một cái túi mổ và có dán mã X89, X89 á, bụng từ 70 đến 80, dài 100 và ống 18. Một em quần màu trắng là một em quần màu trắng ghi. Bên trong thì nó lót lưới màu ghi, bên ngoài thì là màu trắng nhá các anh các chú. Đó, gió dày dặn ấy. Mã X89, bụng từ 70 đến 80, dài 100 và ống 18 á, trông nó trẻ trung. Form này nó cực kỳ trẻ trung nhá các anh các chú. Em này có giá là 220.000 các anh các chú ạ, 220.000 em này nhá. X90 ạ, X90. Một em quần của Uniqlo, màu rêu cực kỳ đẹp, bụng từ 90 đến 98, dài 104 và ống 22. Em này có giá là 300.000, 300.000, lót nỉ đấy ạ. Đó, dây tang chỉnh này. Có túi hộp ở phía đùi này các anh các chú ơi, túi hộp nhá. Trông đẹp, trông chất lắm. Cái này thì nó có cả dây kéo luôn. Bên trong lót màu rêu đấy ạ. Mã X90, bụng từ 90 đến 98, dài 104, ống 22. Em này có giá 300.000 các anh các chú nhá, 300.000. Một em Puma tiếp theo. Mã X91, bụng từ 70 đến 80, dài 98 và ống 22. Form này thì nó nhỏ thôi. Form này thì nó vừa phải, nó không phải là quá rộng. Đó. Em này bên trong nó lót nỉ như thế này các anh các chú ạ, lót nỉ như thế này ạ. Mã X91, bụng từ 70 đến 80, dài 98, ống 22, giá 200.000 một em Puma này. Quá rẻ luôn đúng không ạ? Lót nỉ bên trong. Mã X92, một em quần gió màu đen. Ui em này đẹp quá. Con này đẹp. Của Uniqlo, thế nào mà đẹp thế. Đây ạ. Mã X92, bụng từ 78 đến 86, dài 95 và ống 18 ạ. Em này có giá là 280.000. 280.000 các anh các chú nhá. Ở bên ngoài là lớp gió, bên trong lót nỉ như này và có dây tang chỉnh ạ. Phía dưới này. Đây, ở phía đùi nó đây ạ, phía đùi có cái túi, túi hộp đây ạ. Form đẹp lắm, form này nó không phải là rộng ấy, rộng quá ấy. Form vừa phải các anh các chú nhá. Bụng từ 78 đến 86, dài 95. Ống 18, mã X92 giá 280.000 ạ. Hôm nay nhiều quần gió đẹp lắm. Mã X93, X93, bụng từ 78 đến 96 này, siêu co giãn anh các chú ạ. Siêu co giãn, bụng từ 78 đến 96, dài 94, ống bo. Một em màu rêu siêu đẹp luôn. Lót nó không lót nỉ hay lót gì cả, như chất của gió của nó là chất gió co giãn ấy, chất gió co giãn mà cực kỳ dày dặn luôn. Con này mặc sướng lắm cái quần này. Cái này của Hàn Quốc anh các chú ạ, quần này của Hàn Quốc giá 400.000 cho em này nhá, 400.000 này, có hai cái túi hộp rất là to ở đùi luôn đó. Mã X93 siêu đẹp, bụng từ 78 đến 96, dài 94, ống bo và có giá là 400.000. Em lên một em của Hun, của Hummer các anh các chú ạ. Mã X94, bụng từ 76 đến 86 á, bụng 76 đến 86, dài 101, ống bo cũng là màu ô liu nhá, cũng là màu ô liu, túi hộp này cực kỳ đẹp luôn và chất đó. Tác tùng của nó đây, một em quần gió của Hàn Quốc. Em này có giá 400.000, gió một lớp nhưng mà siêu đẹp luôn ấy, siêu siêu đẹp. Mã X94, bụng từ 76 đến 86, dài 101, ống bo có giá là 400.000. Một mã quần quần gió co giãn này. Cái này cũng kiểu form nó quần túi hộp ấy các anh các chú. Đây ạ. Màu màu đen nhá. Màu đen, màu không phải, nó là màu đen ghi, màu chì ấy. Mã X95. Mã X95, bụng 82 đến 90, dài 94 và ống bo ạ. Giá 300.000 này các anh các chú ơi, siêu đẹp luôn. Con này túi hộp. Bụng bụng có dây tăng chỉnh nhá, có dây tăng chỉnh này. Đây có túi hộp. Phía đằng sau nó cũng có hai túi, có hai túi ốp và có nắp luôn. X95, bụng từ 82 đến 90, dài 94, ống bo giá 300. Hôm nay rất nhiều em quần đẹp thực sự luôn. Một em của Uniqlo màu ghi này các anh chú ơi. Mã
X96, bụng 84, dài 100 và ống 22. Có dây kéo á, nó lót nỉ các anh chú nhá, lót nỉ ạ. Mã X96, bụng 84, dài 100 và ống 22, giá 250.000. Mã X97 ạ, mã X97. Một em quần bên ngoài nó là kaki, bên trong nó là lót nỉ như thế này, một em của hiệu gì ấy? Em không nhìn thấy hiệu của nó nhưng mà nó là hàng của Nhật. Con này thì chất là chất luôn. Nó có túi hộp ở đùi đấy ạ. Đó, trông nó rất là khỏe khoắn. Đây, quần cà chun co giãn, bụng từ 80 đến 100 luôn. À, bụng bụng em xin lỗi, bụng từ 70 76 đến 86 88 cả 90 cũng được. 76 đến 86 nhá. Dài 100, ống 20. Con này X97 giá 300.000. 300.000 rất là đẹp luôn ấy. Mặc những con này các anh các chú ngoài miền Bắc trời đang lạnh như thế này, mặc những con này thì vô cùng sướng. Mã X98 này, bụng từ 90 đến 100 các anh các chú nhá. Dài 102, ống 22. Của em quần gió, của em quần gió, cái này của hiệu cái xe của Nhật hay của Hàn, cái này của Uniqlo các anh các chú ạ. Cái này Uniqlo màu ghi này, màu ghi có lót nỉ đây ạ. Đó. Mã X98, bụng từ 90 đến 100, dài 102, ống 22 và có dây kéo, giá 280.000 của Uniqlo ạ. Có túi hộp ở đùi này đấy ạ. Đó, rất là khỏe khoắn. Mã X99 ạ, X99, bụng từ 70 đến 84, dài 98 và ống 17. Em này là màu màu cổ vịt ý các anh nhé chú, màu xanh cổ vịt. Đây, có lót nỉ này, cực kỳ đẹp luôn, chất liệu gió siêu siêu đẹp. Phía bên ngoài nó phối đi ạ, phía bên phía gối của mình ý. Mã X99, bụng từ 70 đến 84, dài 98 và ống 17 này, có kéo khóa, giá 280.000 em này. 280.000, bên ngoài là lớp gió, bên trong là lót nỉ nhá anh nha chú. Mã X100 ạ, bụng từ 74 đến 88 này, dài 105 và ống 23. Một em quần gió suông hai lớp ạ, bên ngoài là lớp gió, bên trong là lớp lót lưới như thế này, đó là ống suông nha các anh các chú. Mã X100, bụng từ 74 đến 88, dài 105 và ống 23. Em này có giá là 180.000. 180.000 em quần này rất là đẹp, phẳng phiu. X101, bụng từ 76 đến 88, dài 102 và ống 15 các anh các chú ạ. Đây, bụng nó cũng co giãn nhá. Màu này cũng là màu xanh. Đó, màu một kiểu màu xanh xanh gì nhỉ? Gọi là xanh lam ấy. Mã X101, bụng từ 76 đến 88, dài 102, ống 15. Em này có giá là 250.000. 250.000. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, chất đây các anh các chú nhìn này. Lót nỉ nhá. Cái form này mặc lên nó đẹp lắm, phía dưới nó ôm ôm ấy. Anh các chú đi giày thể thao sẽ rất là hợp. X101, bụng 76 đến 88, dài 102, ống 15, giá 250.000. Mã X102 ạ, X102. Bên ngoài nó là gió, bên trong nó là lớp lót cực kỳ hay ho luôn. Nó kim như kim tuyến ấy, nhưng mà sờ nó rất là mịn nhá. Mã X102, bụng từ 70 đến 80, dài 98, ống 20. Em này có giá 180.000. Đó, 180.000 anh các chú nhá, phía hai bên đây ạ, phía hai bên nó có cái đường kẻ đấy ạ. Mã X102. Bụng từ 70 đến 80, dài 98, ống 20. Em này có giá là 180.000. Mã X103, bụng từ 76 đến 96. À, 76 đến 86 á, bụng từ 76 đến 86, dài 90. Đây, cả co giãn này. Dưới này nó là dưới bo. Đây, các anh các chú mà có chiều cao cỡ khoảng tầm 1m6 đây. Tầm 1m6 trở lại nhá các anh các chú. Mã X103, bụng từ 76 đến 86, dài 90. Em này có giá 220.000. 220.000 một em quần gió của Nhật, lót nỉ siêu ấm luôn các anh các chú ạ. X103 này, bụng từ 76 đến 86, dài 90, ống bo, giá 220.000. Mã cuối cùng trong của ngày hôm nay đây, một em quần gió rất là mềm. X104, bụng từ 76 đến 86, dài 102 và ống 23. Đây ạ, bên trong nó lót một lớp, đây, một lớp giống như của chất cotton ấy.
bên ngoài lớp gió siêu mềm, là gió kiểu là gọi là gió thun co giãn mềm cực kỳ luôn. Nó là màu xanh rêu đậm nhá các anh chú, màu rêu đậm mã. Ủa cái này nó phải bụng nó lên đến chắc nó phải hơn 86, lại bị đo nhầm rồi, em xin lỗi các anh chú ạ. Bụng nó phải đến 90 các anh chú ạ, bụng từ 76 đến 90, bụng từ 76 đến 90 ạ. Dài 102, ống 23, x104 á, giá 220.000 em này, này nó mềm không như lụa luôn chứ không phải là quần gió nữa rồi. Hôm nay thì em Thanh đã lên tất cả hơn 50 sản phẩm về quần gió ạ. Và các chú cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832625789 để em gửi hàng mọi người. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chị cô chú nhận hàng ạ. Còn trong trường hợp mình đồng kiểm với shipper vì một lý do bất khả kháng mình không nhận hàng thì vui lòng thanh toán giúp em 30 ngàn nhé, để em thanh toán cho bên đơn vị vận chuyển phí ship 2 triệu ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng luôn đồng hành, luôn ủng hộ và theo dõi em. Em xin hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.